Dạ em xin thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Bình Thường Hậu Giang hết cô chú anh chị. Hôm nay thì cũng khá là lâu rồi em mới quay trở lại với chỗ của anh Pha ha. Trong đường vô là hoa bà bộ, có một số cây như là cúc thợ hương nè cô chú anh chị nha, già mùa nhưng mà con tàn đang ra lại hết cô chú anh chị ha. Rồi người quế đã lớn nha cô chú anh chị, phôi mai vàng, phôi mai tứ quý. Rồi có cúc cam luôn nha cô chú anh chị. Có cây cúc cam nữa. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ Pha, ủng hộ kênh. Kính chúc cô chú anh chị xem clip thật là vui ha. Trong được cây nào cô chú anh chị mình liên hệ với anh Pha giúp kênh giùm em nha. Dạ em xin chào anh Pha ơi. Chào anh Nghiệp ơi. Xin chào bà con cô bác gần xa. Hôm nay cũng con có lên có 12 phôi à, trong đó 4 cây thành phẩm và tứ quý có mày với hai cây miệt quế à. Dạ. Giao lưu với bà con cô bác gần xa. Dạ. Dạ. Rồi, xin lỗi số điện thoại nha anh. Dạ, số điện thoại của con là 0939793622 cũng là số Zalo ạ. Dạ. Rồi, vô cây số 1 nha cô chú. Cây số 1 ạ. Là một cây mai vàng ghép thỏ hương ạ. Dạ. Cúc thỏ hương nha cô chú anh chị. Cây đang dáng bài nằm trong dĩa tiểu cảnh luôn cô chú ơi. Dạ. Đang ra lọc nè cô chú anh chị mơn mởn ha. Đó. Cành bay rất khéo ha cô chú anh chị. Cây này cũng mới lặt lá vô dây nó mới ra lại cô chú. Đọt còn non thôi chú. Dáng lai lai thú nha cô chú anh chị. Cây dáng bài nha. Cây nghệ thuật cô chú ơi. Cây này để bàn hết sảy cô chú anh chị. Cây này là nó thần trong cái dĩa này từ cấp còn phôi lên cô chú. Rồi em xin thông số nha. Cây mã số 1. Nè cô chú anh chị xem lá ha. Dạ. Nó lọc rất là tốt. Quanh vị trí là 18 đi. Dạ, quanh 18 nha cô chú anh chị, có cũ luôn nha. Dạ. Cô chú anh chị có cũ nha. Đó. Cũ nở nó là 31 cô chú ơi. Dạ. Được rất là mướt nha cô chú anh chị đang để chì để nhánh ha. Chiều dài của nó tổng thể là 69. Dạ. Dạ. Tán ngang là 53. Dạ. Cây mã số 1 này, giao lưu với cô chú với giá là 3.500.000 ạ. Dạ. 3 triệu rưỡi nha quý cô bao ship toàn quốc luôn. Cây này cô chú chốt con ship luôn cái dĩa đó nha cô chú. Dạ đó. Cây rất là khéo nha cô chú chị. Dạ, cây... vô thành phẩm rồi ha. Chi cành thì đang ra luôn nha cô chú anh chị. Rồi em đổi luôn. Cây mai vàng ghép thỏ hương ạ. Rồi mã số 2. Mã số 2. Cái phôi lùng lực nha cô chú anh chị. Đế cộng cũng lực luôn ha. Cây này thần chậu hết trơn cô chú. Cây này ghép cũng được mùa mấy rồi cô chú ơi. Dạ. Mới thúc bo lại luôn cô chú cho nó dày tàn cô chú. Đế này cô chú anh chị ha. Đế dạ, nở bệ đó cô chú ơi. Cô chú anh chị. Nó bo ghép nè. Cái thang này tại nó già nó nứt hơi chứ cây còn bao mạnh khỏe cho cô chú. Bao một bổng hết nha. Dạ. Rồi, em xem thông số luôn. Cây mã số 2, một cây mai vàng ghép cúc thỏ hương. Ủa, cúc cam hay thỏ hương? Thỏ hương anh. Hoành 89 là 46 ạ. À. Cụ đặt nó là 75 ạ. Dạ. Chiều cao từ bầu tới đỉnh là 59. Tán ngang là 64 ạ. Đường kính chậu là 40. Cây mai vàng ghép thô hơn. Xin phép cô chú với giá là 7 triệu. Không bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ, 7 triệu dạ. Nha quý cô chú anh chị nha. Cây cây bonsai nhìn dạ. Thuê lắm cô chú ơi. Ghép rất là nhiều bo hết cô chú dạ. Anh chị. Bo già mồ hết ha, ghép chột nha cô chú anh chị nha. Ghép liền chột luôn á. Rồi, đổi với mẹ. Đây, dạ. Mã số 3. Mã số 3 là cây mai vàng ghép cúc cam cô chú ơi. Dạ. Cây mai vàng ghép cúc cam rất khô như cái bàn lòng bàn dạ. Tay luôn nha cô chú. Cây này cũng mùa mấy rồi cô chú có phong nó nhìn như cái bàn tay nha cô chú. Cái này anh chủ anh nói là lặt lá đang vô dây. Dạ, cô mới lặt lá vô dây nó mới ra lá non lại nha cô chú. Dạ. Đó. Dạ, như dây cũng mới vô lên cô chú về mình chỉ chăm là nữa mình tới là mình tháo dây ra là mình chơi được nha cô chú. Cái phơm rất là đều nha cô dạ. Chú chị, nó ra lọc là xanh kín mít liền ha. À, cái lòng là cô chú anh chị ha. Cây nhìn cũng khéo cây lắm chú, như lòng bàn tay của chú ơi. Đế rất là nở nha dạ. Cô chú anh chị, rất là đẹp ha. Dạ rồi, em xin quảnh luôn. Quảnh vị trí là 24 ạ, đang đo eo nhỏ nhất luôn ạ. Cũ nở là 59 của chú ơi. Dạ. Chiều cao từ bộ tới đỉnh đó là 54 ạ.
Tán ngang là 80 của chú ơi. Nằm trong chậu hột xoài, đường kính chậu là 40 của chú ơi. Rồi cây cúc cam mình cho luôn, luôn anh. Cây cúc cam mã số 3 này phép lô của chú giá là 4.500.000, cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. 4.500.000 nha cô chú. Dạ. Cây cúc cam mã số 3. Dạ rồi, đỡ giùm em luôn nha. Là cũng là một phôi mai vàng ghép thọ hương ạ. Dạ mã số 4 ạ. Cô chú anh chị. Già mùa nha cô chú. Dạ cây này già mùa chú ơi, ghép được 3 bồ chú ơi. Quạnh đo chí này luôn đi. Chí này là 27 à? Dạ, quạnh 27. Chặt cụ nở là 48 của chú ơi. Dạ. Chiều cao từ bầu tới đỉnh là 46-44 à. Đường kính tàn nó là được 54 à. Thôi mai vàng ghép thương này, mã số 4 phép luôn cô chú giá là 1.800.000, có bao ship toàn quốc luôn à. 1.800.000 nha cô chú anh chị nha. Dạ, giá cũng số... dễ chơi cô chú ơi. Cái mã số mã số 4 anh. Ha. Dạ. À. Tàn này cô chú anh chị ha, rất là già này ha. Ghép chột liền chột nha cô chú, ghép bo chứ. Cây rồi. Thường chậu hết trơn cô chú. Rồi, đợi với mẹ. Rồi, tiếp theo mã số 5 là một khoai mai vàng ạ. Khoai lắc quái nha cô chú anh chị. Để rất là quyết luôn á, để rất là lực nha. Dạ. Cô chú anh chị nha. À, ở trên thì múa ha, chi múa. Ha, có hai cái tay múa rồi. Cũng quái quái của chú ơi, cây quái của chú ơi. Củ nở lắm cô chú, củ đặc luôn nha. Rồi, em xin thông số luôn cái củ này cô chú anh chị ha. Củ cứng ngắt luôn á. Vành chí là 22 ạ. Dạ. Cái củ nạc là 43 của chú ơi. Tổng mình đế là 90. Chiều cao từ bầu tới đỉnh là 50 ạ. À. Đường kính chậu là 33. Hoa mai vàng mã số 5 phép luôn của chú giá là 1.700.000, dạ. Bao ship toàn quốc luôn ạ. À. 1.700.000 nha quý cô chú nha. Hoa mai vàng cây mã số số 5. Cây số 6. À, thứ 6 là một hoa mai vàng dáng mẫu tử cô chú ơi. Cây đâm tược khỏe luôn nha cô chú. Dạ, cây đang kéo nhựa đâm tược chân cô chú ơi. Cái này về cô chú anh chị mình xả là trồng mau lắm. Dạ, chú cây này cô chú về là vô chậu luôn được rồi. À, đế cũ đặt luôn nha cô chú anh chị. Còn hai cái này nó liền nha cô chú, nó không có gời cô chú. Nguyên bệ này nó liền hết trơn cô chú. Dạ. Chứ không phải nó gời. Dạ. Đâu hoành tổng đi, đâu cô chú tham khảo hoành tổng cái đi nha. Hoành tổng chỉ này là 40 à. Dạ, hoành tổng 40. Hoành thân mẹ là 24 à. Dạ. Cái nhỏ luôn ra được nhiêu. Chi tử được 21 cô chú ơi. Hoành đế nha cô chú. Dạ. Chị. Tổng hoành đế nó là 100 cô chú ơi. Chiều cao từ bầu tới đỉnh nó là 76 ạ. À. Đường kính bầu là 40. Phôi mai vàng mã số 6 này phép luôn cô chú với giá là 2.500.000. Dạ 2.500.000 nha cô chú. Dạ. Chị. Mã số 6 phôi mai vàng ha quý cô chú. Dạ rồi, đổi giùm em nha. Tiếp tục mã số 7. Cái này luôn chứ này. Hết mà dạng. Dạ, mã số 7 nha quý cô chú. Mà mã số 7 cũng là một phôi mai vàng luôn ạ. À. Cái này đế quá, quá dữ luôn cô chú chị. Đế nở cộng rất là lực. Cộng lực không chú ơi. Không cao nha. Cây dáng thông cao, cây dáng. Cô chú về chồng mình trận hay đứng lên cô chú. Chỉ cần làm bổng hay siêu. Cái này là cây mã số 7 nha quý dạ, cô mã chú số 7 nha. Nó đâm tược à. Rất là tốt luôn ha. Cây đâm tược sống khỏe à cô chú ơi. Hoành chí là 31 ạ. À. Dạ, hoành 31. Củ nở là 49 của chú ơi. Ừ. Tổng hình đế nó hết thức dây của chú ơi. Chiều cao từ bầu tới đỉnh nó là 131 ạ. À. Đường kính bầu là 54 ạ. À. Cây đâm tược đều dạ. Hết trơn luôn nha cô chú. Cây mai vàng mã số 7 phép luôn cô chú với giá là 2.700.000, bao ship toàn quốc luôn ạ. 2.700.000 nha cô chú anh chị, một cây phong cao đế dạ. Đẹp nha quý cô chú anh chị. Cây này 2.700.000 giá quá dễ dạ. Chơi cô chú ơi. Rất là dễ chơi luôn nha cô chú. Cây đang đâm tược sống khỏe à, cô chú ơi. Kéo nhựa ha, mạnh luôn đâm tược nè. Đâm đều hết nha cô chú anh chị. Rồi, đổi cho mẹ. Cũng là một khoai mai vàng ạ. Dạ, khoai mai vàng mã số 8, cái củ đế quá. Cây lùng lực nở củ cô chú ơi. Có cái củ đã tròn do luôn. À, cây này cô chú giờ ghép 4-5 bo là nữa mình bẻ ra mình chơi là cũng nhìn cũng đẹp đúng không chú? Cây già cây lắm cô chú ơi. Cây này cũng cái nhựa mạnh này. Dạ, cây đang nằm cái nhựa hết trơn, đâm một hết trơn cô chú ơi. Lúc một hết trơn này cô chú ơi.
cây ế bởi vì nó đâm một cái trơn của chú ơi. Có sao không nói vậy? Cây ế à, cái dạ. Củ quá đã, cái củ luôn nha cô chú nhỉ. Hoành vị trí này là 34 ạ. Dạ, hoành 34. Rồi củ nạc ha. Củ đặc củ nạc nha cô dạ, chú. Dạ, củ đặc củ nạc luôn cô chú ơi. Là 70 cô chú ơi. Dạ, củ nạc 70 nha cô chú anh chị. Tổng hoành đế nó là 150 cô chú ơi. Dạ. Chiều cao từ bắt đầu đến đỉnh là 60 ạ. Dạ. Đường kính bầu là 58 ạ. Phôi mai vàng mã số 8 này xin phép lưu cô chú với giá là 4.500.000 ạ. Dạ, 4 triệu rưỡi nha cô chú anh chị nha, cây mã số 8 ha. Dạ. Dạ, rồi, đổi giùm em nha. Chơi mã số 9. Mã số nha, 9. Quý cô chú. Mã số 9 là một khoai tứ quý của chú nè cô chú ơi. Cây này già dữ lắm, già cây cô chú. Cây cũng kéo nhựa mạnh hết trơn cô chú ơi. Hôm mai vàng, hôm mai tứ quý mã số 9 nha cô chú. Dạ, anh chị. Rất là dài. Này nguyên bệ đặt luôn cô chú. Bế đế nằm một bệ cộng đế lực luôn nè cô chú anh chị. Rồi, thông số cho em xin luôn. Hoành vị trí là 37 cô chú ơi. Dạ. Tổng hoành đế là 144 cô chú ơi. Dạ. Chiều cao từ bầu tới đỉnh là 45. Đường kính bầu là 47 ạ. Cái kéo nhựa rất dạ. Mạnh nha cô chú anh chị. Khoai tứ quý mã số 9 này phép lưu cô chú giá là 4.500.000, bác sĩ cũng tàu quá luôn ạ. Cô chú anh chị dạ. Một cây tứ quý lùng lực ha. Cây lùng lực già cây lắm cô chú ơi. Cô chú anh chị mình trồng liền được luôn rồi đó, kéo nhựa rồi nha cô chú anh chị. À, rồi. Đợi giùm em nha. Tiếp tục mã số 10. Cây này quay cũng nhiều lần mà cây đẹp nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ, mã số 10 là một dạ. Cây tứ quý ạ. Cái này có hai cách chơi cô chú, chị chơi ghim cũng được luôn. Và dạ cô chú nào thì ghép được luôn. Chơi ghép thì mình cắt mình ghép chột được cô chú. Cây này nó thần chậu nhỏ cô chú. Chột lớn cô chú anh chị ha. Cây này nguyên một củ đặc đặt quẹo đây luôn cô chú ơi. Cái này em quay cũng mấy clip rồi đó mà để trên nè cô chú anh chị thấy lá vẫn xanh tốt ha, cây rất là mạnh ha, thuần chậu rồi ha cô chú anh chị yên tâm nha. Vậy là đóng bo ghép chột vô. Ok luôn á. Tứ quý nha cô chú anh chị, cây mã số 10. Ủa đặt. Đâu hoành tổng vị trí này là 38 ạ. À. Dạ. Hoành của thân bự là 29 28 ạ. À. Dạ. Cái củ đặt là 46 cô chú ơi. Dạ. Tổng hoành đế nó là 118 ạ. À. Chiều cao từ bầu tới đỉnh nó tới 114 cô chú ơi. Dạ. Phôi tứ quý mã số 10 này phép lô cô chú với giá là 4.500.000 luôn ạ. À. Bao ship tổng quát luôn ạ. Chú chị nha. Dạ. Tứ quý mã số 10. Đó. Rồi cô chú. Cây thần chậu chú ơi. Cái này về mình để trong bầu mình ghép luôn được cô chú. Dạ. Rồi, đổi cho em được. Mã số 11 là một khoai tứ quý ạ. À. Ơ một khoai nguyệt quế ạ. À. Lộn chú ơi. 11. Rồi, cây nguyệt quế nha cô chú chị, nguyệt dạ. Quế lá lớn nha. Nguyệt quế lá lớn cô chú ơi. Dạ, nguyệt quế lá lớn, cây mã số 11. 11. Đó, phơm tàn có sẵn luôn nha cô chú anh chị. Ở đây có mấy mặt cắt nhưng mà nó sành nha cô chú, nó không có một bọng như cô chú. Cô chú về mình đục cạo lại con này. Nguyệt quế này con mới bán lần đầu tiên con cũng không có gành không cô chú. Cô chú mình về con cắt sơi cô chú cắt lại đi cây này đang rất là già lão nha cô chú. Dạ. Ngày này con bứng cũng cỡ 20 ngày cô chú để đâm lá con mới dám bán nha cô chú. Con nghe nó nguyệt quế nó dễ chết để con không dám bán liền nữa. Nè nó đâm từ cái dạ, đâm được non con mới bán. Đó nó đâm từ cái nè. Rồi em xin thông số luôn. Hoành vị trí là 49 ạ. Dạ, hoành 49. Tổng hoành đế nó là 126 cô chú ơi. Dạ. Chiều cao từ bầu tới đỉnh nó là 100 ạ. Tán ngang là 60. Phôi miệt quế, mã số 11 này phép luôn cô chú giá là 2.800.000, bao ship tàu quát luôn ạ. 2.800 nha cô chú anh chị. Miệt quế ha, mã số 11. Dạ, 11. Rồi. Tiếp theo mã số 12 là cũng là một khoai miệt quế của chú ơi. Cái này đế cũ nè coi chú. Dạ cái này cũ của chú ơi. À. Mình được hai cây thôi nha cô chú. Dạ. Cây miệt quế mã số 12 ha. Con mới mua thử một cặp bán của chú hồi đó giờ con không biết bán này nữa cô chú ơi. Cây là cũng bao một bọng cho cô chú, nó có mặt cắt nhưng mà nó sạch hết trơn cô chú. Cây này già lão hết dạ. Cô chú anh chị. Miệt quế mà lớn cái này.
Hoành chí là 39 nè. Cái cũ đặt là 72 đó cô chú ơi. Chiều cao từ bầu tới đỉnh là 80 à. Đường kính bầu là 48 à. Phôi Nguyệt Quế mã số 12 này cũng là cây của clip con cô chú. Xin phép alo cô chú với giá là 2.500.000 à. Con bao ship toàn quốc luôn à. 2.500.000 nha cô chú anh chị nha. Cây mã số 12 ha, Nguyệt Quế. Cây nhìn nó cũ đẹp luôn cô chú ơi. Chú về mình bắt cho mình chơi tàn đa cũng được cô chú. Dạ. Rồi. Rồi. Cuối clip con xin chúc cô chú gần xa được nhiều sức khỏe. Dạ, em cảm ơn xin hết ạ. Dạ, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha cô chú anh chị. Thích kênh nào của chú anh chị liên hệ trực tiếp trên khoa giúp kênh giùm em nha.